Làng Bắc Bó là một làng nhỏ vùng biên cương thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Núi rừng Bắc Bó thì có địa thế rất là hiểm trở, mà không phải bất kỳ địa phương nào cũng có được. Và người dân ở Bắc Bó được giác ngộ cách mạng từ rất là sớm và tham gia phong trào cách mạng Việt Nam rất sôi nổi. Nơi đây được coi là cội nguồn của cách mạng bởi vì gắn liền với cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng từ năm 1941 đến năm 1945. Và với những giá trị lịch sử quan trọng đó, ngày 10 tháng 5 năm 2012, khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt. Các bạn thân mến, Bác Bó Cao Bằng không chỉ là nơi dừng chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau hành trình bôn ba 30 năm trở về nước, mà còn là một quần thể di tích với vẻ đẹp như thiên đàng. Ngày nay, Bác Bó đã trở thành một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam, nằm trong bản Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Khu di tích không chỉ giữ lại những địa danh như nhà tưởng niệm Bác Hồ, hang Cốc Bó, hang Lũng Lạn, hang Ngườm Vài, suối Lenin, bàn đá nơi Bác Hồ đã làm việc, mà còn tạo nên một tương tác như hài hòa với cảnh đẹp tự nhiên hùng vĩ, trải dài như tranh vẽ. Tính thể hiện của Bác Bó còn thể hiện qua tên gọi như tiếng Tây Nùng có nghĩa là đầu nguồn, là nơi mà cách mạng Việt Nam và cuộc sống hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 1941 đến năm 1945 gắn bó mật thiết. Du khách đến đây không chỉ tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện, những năm tháng đặc biệt của Bác Hồ, mà còn được trải nghiệm những vẻ đẹp tuyệt vời của con suối Lenin, nơi dòng nước xanh mát như bừng tỉnh không khí xung quanh, cùng với đàn cá nhỏ bơi tung tăng. Phía trên là hình ảnh hùng vĩ của núi Các Mác. Nổi tiếng với di tích cách mạng, Bác Bó chứa đựng những dấu ấn lịch sử quan trọng. Trong đó, hang Cốc Bó nổi tiếng với Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi cư trú sau khi trở về Tổ quốc vào ngày 8 tháng 2 năm 1941, sau hơn 30 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Bước chân vào khu di tích Bác Bó, chúng ta sẽ được hòa mình vào không khí trang nghiêm và trang trọng. Nhà trưng bày hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có thời kỳ Bác sống và làm việc tại đây là điểm tham quan hấp dẫn nhất. Trải qua thời gian sống và làm việc tại hang Bác Bó, Bác Hồ thường ra sông câu cá để lại những hồi ức và cảnh quan nguyên vẹn đến ngày nay. Các bạn thân mến, hiện nay thì Kiên đang có mặt tại km số 0 của đường Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Cargo TV mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm và vãn cảnh hang Bác Bó và con suối Lenin, núi Các Mác cũng như các công trình nhà tưởng niệm Hồ Chủ tịch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ, mời các bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc hành trình đến với hang Bác Bó ở Cao Bằng. Để ủng hộ Cargo TV, các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh đến nhiều người hơn nữa. Và đặc biệt nhất, nếu các bạn có ý kiến thì hãy để lại những lời bình luận ở dưới phần comment. Xin cảm ơn các bạn. Nơi đây được coi là cội nguồn của cách mạng bởi vì gắn liền với cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng từ năm 1941 đến năm 1945. Và với những giá trị lịch sử quan trọng đó, ngày 10 tháng 5 năm 2012, khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt. Và tại đây xin giới thiệu với cô chú ạ, ở phía bên tay phải, dòng suối bên tay phải đấy ạ, năm xưa người dân địa phương gọi là suối Giàng hay dòng Trừng, tức là suối trời, bởi vì nguồn nước ở dòng suối này có màu xanh ngọc bích và được người dân ví như là suối của trời ạ. Cho nên là người dân đã gọi là suối Sa. Còn là núi ở bên cạnh dòng suối, cho nên người dân địa phương gọi là núi Kia Tàu, Kia Tàu. Và sau khi Bác Hồ trở về Tổ quốc xây dựng căn cứ địa cách mạng, Bác đã đặt tên cho dòng suối Giàng gọi là suối Lenin. Còn ngọn núi ở bên cạnh dòng suối thì được gọi là núi Các Mác ạ. Và Bác đặt tên cho dòng suối Lenin và núi Các Mác là để tưởng nhớ đến hai vị tiền bối cách mạng vô sản thế giới.
Vâng, xin giới thiệu với cô chú. Ở trong dòng suối này sẽ có một số loài cá tự nhiên, đó chính là cá liền ạ. Cá liền, cá chầm xanh, cá tọt bể và một số loài cá suối khác. Và trong đó loài cá đặc trưng nhất gọi là cá liền, theo tiếng địa phương còn gọi là pia liền. Bởi đặc tính của loài cá này khi bơi là hay liệng liệng thân mình xoay mình bằng xăng. Cái này người ta gọi là pia liền nhé. Những con cá đang bơi mà nó bơi ánh người đã bằng trắng lên như người bằng trắng lên nhé. Và trong khoảng thời gian đầu khi các hồ trở về tổ quốc hoạt động cách mạng thì người đã ở và đặc biệt tại hang Bóc Bó. Và bây giờ thì cháu mời con chú đoàn chúng ta cùng di chuyển ngược theo dòng suối Liên Nhi này, đi khoảng 600 mét nữa để vào tổ quốc. Và Bóc Bó cũng là tên địa danh của địa phương nơi đây. Hang Bóc ở và đặc biệt tên gọi chính xác thì gọi là Bóc Bó với chú ạ. Và con đường ở phía bên tay phải di chuyển đi vào khoảng triều đình Mạng Thanh. Và đến năm 2001, chính quyền hai nước Việt Nam và Trung Quốc mới phân giới cắm lại. Và hiện nay bên cạnh cột mốc 108 có thêm một cột mốc mới mang số hiệu 675. Cột mốc 675 có giá trị về mặt pháp lý, còn cột mốc 108 thì có giá trị về mặt lịch sử. Và hai cột mốc này nằm cách nhau khoảng 3 mét và vẫn nằm dọc theo tuyến đường biên giới Việt Trung. Và xin thưa với toàn thể cô chú ạ, cũng có rất là nhiều câu hỏi đặt ra rằng là tại sao bác lại chọn Bác Bó, Cao Bằng là nơi trở về đầu tiên để xây dựng căn cứ địa cách mạng, chứ không phải là một địa danh khác. Thực ra thì ban đầu bác dự định về nước theo ba hướng. Hướng thứ nhất là hướng Lào Cai. Hướng thứ hai là hướng Đồng Đăng, Lạng Sơn. Và hướng thứ ba là hướng Cao Bằng. Tuy nhiên là tại hướng Lào Cai thời điểm lúc bấy giờ, cây cầu Hồ Kiều bắc qua con sông Nậm Thi. Ở trên đó có tuyến đường sắt nối liền giữa hai nước Việt Tiền. Cây cầu đã bị phá sập và cửa khẩu lớn giữa hai nước Việt Nam và Trung Hoa bị đóng cửa. Vì vậy mà ý tưởng về theo hướng Lào Cai của bác là không thành. Cuối năm 1940, Trung ương Đảng đã cử các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên và Đặng Văn Cáp lên Cao Bằng để xem xét tình hình, đồng thời sang nước ngoài báo cáo với bác và chuẩn bị công tác đón bác trở về tổ quốc.
và sau khi bác nghe đồng chí Hoàng Văn Thụ báo cáo về tình hình cách mạng trong nước cũng như phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Với địa thế núi rừng Bác Bó, bác đã khảo sát và tìm hiểu qua các cộng sự, đặc biệt là với tầm nhìn của một lãnh tụ thiên tài, người nhận thấy rằng Cao Bằng là một nơi hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để xây dựng căn cứ địa cách mạng. Bởi Cao Bằng là một tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc, phía Bắc và Đông Bắc giáp với Trung Quốc, phía Nam giáp với Bắc Cạn và Lạng Sơn, và phía Tây giáp với Hà Giang và Tuyên Quang. Toàn tỉnh Cao Bằng có đường biên giới với Trung Quốc dài hơn 333 km, có cả tuyến đường bộ và đường thủy sang Trung Quốc, và đó cũng là một trong những cái điều kiện rất là thuận lợi để liên lạc với quốc tế. Và trong những năm 1930-1940, phong trào cách mạng ở Cao Bằng phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu các huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Hòa An. Và tại bản làng Bác Bó nơi đây ạ. Làng Bác Bó là một làng nhỏ vùng biên cương thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Núi rừng Bác Bó thì có địa thế rất là hiểm trở mà không phải bất kỳ địa phương nào cũng có được. Và người dân ở Bác Bó được giác ngộ cách mạng từ rất là sớm và tham gia phong trào cách mạng Việt Nam rất sôi nổi. Và từ những tiêu chí trên, người đã đưa ra nhận định căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc với quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ. Và từ nhận định quan trọng này, ngày 28 tháng 1 năm 1941, bác đã cùng với 5 đồng chí cán bộ, trong đó bao gồm các đồng chí Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, này có đúng không? Đào Thế An, Hoàng Văn Lộc và Đặng Văn Cáp. Người nước ngoài. Và trong đó đồng chí Lộc là người lo cơm nước cho bác, còn đồng chí Cáp thì chăm lo sức khỏe cho người. Cùng nhau trèo đèo, lội suối, đi qua cột mốc 108 để trở về Tổ quốc. Và khi bác trở về đây ạ, người đã lặng người đi trước cảnh quê hương đất nước sau bao năm xa cách mà cuộc sống của người dân vẫn lầm than và nô lệ. Từ khi bác trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, sau này nhà thơ Tố Hữu cũng có những phần thơ rất là xúc động ạ. Ôi sáng xuân nay, xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ. Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngật ngơ. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. 30 năm ấy chân không nghỉ, mà đến bây giờ mới tới đây. Và sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước cứu dân, hành trang của Bác Hồ khi trở về Tổ quốc chỉ vẹn vẹn một chiếc vali mây. Bên trong bác có được một chiếc máy đánh chữ, một số tài liệu quan trọng, một số tư trang cá nhân của bác, và trong đó có lá cờ đỏ sao vàng mà sau này được người sử dụng trong hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Lán Khuổi Đọc. Và trong khoảng thời gian bác hoạt động cách mạng ở tại Bác Bó để tuyên truyền cách mạng tới đông đảo quần chúng nhân dân, bác cũng thường xuyên lui tới làng để gặp đồng bào. Và năm xưa khi bác di chuyển xuống làng, bác chỉ đi theo đường rừng và đi men theo bên bờ suối mà thôi. Và ở trong rừng núi đá vôi rậm rạp này có một loài cây gọi là cây lá han. Và vâng, thưa cô chú, là cây lá han này ạ, khi mà mình đi mình lỡ quỳnh vào chân vào tay thì sẽ gây cảm giác châm chích ngứa rất là khó chịu. Và tùy theo cơ địa của mỗi người, cảm giác châm chích nó có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày hết ạ. Và tại đây thì cháu xin giới thiệu cây lá han với con chú ạ.
chính là cây lá ham của địa phương. Ở mặt dưới của lá thì có sắc tím mà trông giống như cây lá tía tô đấy. Tuy nhiên là cây này trên bề mặt lá của nó đều có những sợi lông tơ, và khi mà chúng ta đi lỡ quẹt vào chân vào tay thì sẽ cái sợi lông đó sẽ bám lên trên mặt da của chúng ta, và ngay cả tóc trông cũng như tóc là có chịu ạ. Vâng, và xin thưa với cô chú, bây giờ nói thì cây lá ham này ạ, bởi vì ở trong rừng núi thì mọc rất là nhiều cây này. Và năm xưa, bác Hồ của chúng ta đi xuống làng thì chỉ đến nhau được từng mà luôn. Và để tránh thì bị cây lá ham này, chạm phải cây lá ham này, thì bác Hồ đã được chỉ sử dụng một thân cây để gạt cây lá ham sang một bên. Và khi bác đi qua khỏi, sẽ sử dụng thân cây để gạt cây lá ham trở lại vị trí ban đầu. Và để đảm bảo yếu tố bí mật, bác thường đi một đường và về một đường để tránh tạo thành cây ngọt đấy ạ. Và thời gian của bác sinh sống ở tại Bắc Bó và hoạt động cách mạng tại đây ạ, thì cuộc sống của bác cũng vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Bữa ăn hàng ngày của bác chỉ có cháo bẹ với sầu từng mặn thôi. Và món cháo bẹ của địa phương là được sử dụng từ những hắn lụa đem bị xay nhỏ ra và được nấu lên thành cháo. Và bữa cơm của bác bị rất đạm bạc. Vì vậy vào khoảng thời gian rảnh rỗi, bác thường ra bên bờ suối để ngồi câu cá, vừa để giải tỏa tinh thần sau những buổi làm việc căng thẳng và cũng là để cải thiện bữa ăn đạm bạc hàng ngày. Và di chuyển khoảng 5 mét nữa thôi, cô chú sẽ đến thăm quan một địa điểm di tích tiếp theo, đó chính là di tích nơi bác Hồ ngồi câu cá. Dạ, chưa đâu bác ạ, còn đi nữa, còn nhiều điểm lắm ạ. Vâng, cho các cô nghỉ đây một xíu đi chị ạ. Dạ. Dạ vâng, xin giới thiệu với các chú, đây chính là di tích nơi bác Hồ ngồi câu cá. Và vị trí mà năm xưa bác ngồi câu cá đó chính là dưới một gốc cây si châu, theo tiếng địa phương còn gọi là cây mậy rầy vài. Tuy nhiên là trải qua thời gian thì cây si năm xưa đã chết rồi. Và cây si bây giờ là nhánh con của cây si năm xưa. Và lát nữa di chuyển, cô chú sẽ di chuyển theo con đường đối diện phía bên kia để ra về. Và đoàn sẽ không quay trở lại con đường này nữa. Và bây giờ cháu mời cô chú mình tiếp tục di chuyển đi về phía trước. Ở trên kia thì sẽ có nhá, ghế đá, cô chú sẽ ngồi nghỉ ngơi ở trên này ạ, trước khi mình đi lên thang. Bên này, ngôi nhà của ông Súng được thiết kế theo kiểu nhà của địa phương, đó là nửa sàn, nửa đất, được xây dựng từ những cây gỗ sừng và lợp bằng mái xanh. Và ông Súng thì không phải người dân địa phương ở đây. Ông là người dân tộc Choang, quê ở Lũng Nại, tỉnh Tây Trung Quốc. Cuối năm 1937, gia đình ông đã di cư sang Bắc Bó để sinh sống. Và gia đình của ông thì bao gồm có 3 người, hai vợ chồng ông và một cô con gái tên là Mánh Lì. Lúc bấy giờ người dân địa phương mới gọi ông là ông Mánh Lì, bởi vì theo phong tục của người dân tộc Tài Nùng, tên cha mẹ thường được gọi theo tên của người con cái cả trong gia đình. Và trong khoảng thời gian ông sinh sống và hoạt động cách mạng, ông sinh sống và làm ăn ở tại Bắc Bó thì đã được giác ngộ cách mạng và tham gia phong trào cách mạng Việt Nam. Và sau này gia đình ông đã trở thành một trong những cơ sở cách mạng đáng tin cậy của các đồng chí Hoàng Sâm, Hoàng Tôn và Lê Quảng Ba. Vì vậy sau khi Bác Hồ trở về Tổ quốc, đồng chí Lê Quảng Ba đã dẫn đường cho bác đến ở tại nhà của ông Lý Quốc Súng. Tuy nhiên là bác chỉ ở nhà ông Súng trong thời gian ngắn thôi cô chú ạ. Bác chỉ ở nhà ông Súng trong 10 ngày vì điều kiện nhà chật chội cũng như để đảm bảo an toàn bí mật. Có một hôm, bác đã gọi đồng chí Lê Quảng Ba ra và nói nhỏ: nhà đồng bào đã nghèo, lại chật chội, mà ta thì đông người, ở đây không tiện, ta ra rừng thôi. Sau đó đồng chí Lê Quảng Ba đã hỏi ông Súng là ở xung quanh đây có hang động nào không. Ông Súng đã chỉ cho đồng chí Lê Quảng Ba hang Cốc Bó. Hang Cốc Bó thì cách nhà ông Súng khoảng 100 mét thôi, và cũng là nơi mà gia đình ông đã phát hiện ra thường sử dụng để cất giấu của cải mỗi khi thổ phỉ hoặc lính giỏng tây quấy càn. Sau đó ông Súng đã dẫn đường cho bác cùng các đồng chí đến xem hang. Và sau khi xem xét tình hình xung quanh hang, bác nhận thấy rằng đấy là một hang đá vô cùng bí mật, nằm sâu ở trong lòng núi đá vôi trùng điệp, và xung quanh thì cây cối um tùm. Nếu như nhìn từ phía bên ngoài, rất khó có thể phát hiện ra rằng ở trên đấy sẽ có một hang đá. Và ở trước cửa hang men theo đường lên núi đi khoảng một cây số thôi là đến biên giới với Trung Quốc. Bác làm việc ở trong hang, nếu như có động có địch có thể rút lui men theo đường lên núi sang Trung Quốc một cách an toàn và thuận lợi. Vì vậy bác đã quyết định chuyển đến ở và làm việc tại hang Cốc Bó từ ngày 8 tháng 2 năm 1941. Còn về gia đình của ông Lý Quốc Súng, trong những năm 1942-1943, thực dân Pháp khủng bố rất cao, và khi lùng những người tham gia hoạt động cách mạng,
và để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, gia đình ông Súng đã xoán ngôi nhà ở ngọn núi bên này ạ. Di chuyển qua ngọn núi phía bên kia, dựng một ngôi nhà tàn thứ hai, làm ăn sinh sống ở tại đó. Và ngôi nhà của ông vừa được dựng ngay trên đường lên cột mốc một, ở gần đường lên cột mốc 108 ạ. Và tuy nhiên là vào năm 1943 thì ông đã qua đời. Và sau đó một năm sau thì vợ của ông cũng qua đời. Hai vợ chồng ông chỉ có một cô con gái duy nhất, đó là cô Máy Mì. Và sau khi bố mẹ cô đều qua đời thì cô đã đi về Trung Quốc và sinh sống với họ hàng ở bên Trung Quốc. Và sau này có một điều rất là đáng tiếc là đã bị mất thông tin liên lạc với cô. Và đến nay thì cũng chưa nghe được bất kỳ một thông tin nào về cô cả. Còn về nhà của hai vợ chồng ông Lý Quốc Súng, trải qua thời gian thì đã bị xuống cấp và đến nay là không còn nữa. Vào năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã cho phục dựng lại di tích nhà ông Lý Quốc Súng tại nền nhà đầu tiên là ở ngọn núi bên này ạ. Tuy nhiên là đường di chuyển lên khá cao và trơn trượt. Cháu xin phép cô chú sẽ không di chuyển lên thăm di tích nhà ông Lý Quốc Súng nữa. Và bây giờ cháu sẽ mời cô chú và chúng ta cùng di chuyển theo con đường đá nhỏ phía bên tay phải của cháu. Cả đoàn đi qua 79 bậc đá với độ dài ngắn khác nhau, tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác, để lên thăm nơi Bác ở và làm việc ạ. Cháu mời cô chú ạ. Thưa cô chú, là đường di chuyển lên thì cũng khá là cao và sẽ đi đường bậc. Nếu mà cô chú nào bị đau chân không di chuyển được thì cô chú sẽ ngồi dừng chân ở đây nhé. Mình ngồi nghỉ ngơi ở đây và lát nữa đoàn sẽ đi lại theo đường này ạ. Rồi, cháu mời cháu xin chia sẻ với cô chú con đường ở phía bên tay phải đấy ạ. Đó là đường di chuyển lên nhà ông Lý Quốc Súng ạ, cách đây khoảng 125m. Tuy nhiên là đường lên thì cũng khá cao và trơn trượt. Vì vậy cháu xin phép cô chú mình sẽ không di chuyển lên nữa nhé. Bây giờ cháu mời cô chú mình sẽ lên hang ạ. Đây gọi là hang Bắc Bó ạ. Hang Bắc Bó. Tên gọi chính xác thì gọi là Cốc Bó, không gọi là Bác Bó các chú ạ. Cốc Bó. Cô chú ơi, mình đi chậm chân thôi nhé, bởi vì ở đây rất là trơn ạ. Vâng, thưa cô chú, là cô chú quan sát rằng là hang Cốc Bó thì chỉ sâu khoảng 15 đến 20 mét mà thôi. Và hang chỉ có một lối duy nhất ra vào, đó chính là lối ở trước cửa hang đấy ạ. Và hang nằm sâu ở trong lòng núi Đốc Môi trùng điệp, cho nên hang rất tối. Năm xưa Bắc chỉ đón ánh sáng thông qua lỗ thông gió ở trên cửa hang mà thôi. Và nền hang thì mốc mô, không khí ở trong hang ẩm thấp. Các đồng chí thu âm Bắc không thể nào để cho Bắc nằm trực tiếp lên trên nền hang như vậy được. Nên ông Lý Quốc Súng đã lên nhà, lấy một tấm gỗ, đem về ghép làm tấm vạn cho Bắc nằm. Đồng thời lấy lá cây mạnh tét của địa phương đem về giải làm đệm. Lá cây mạnh tét của địa phương có tính mềm mại, đem về giải làm đệm cho Bắc nằm, cho Bắc đỡ đau lưng. Đồng thời đem lá này giải ra cả nền hang, bởi lá cây có tính đắng, nên có tác dụng xua đuổi côn trùng rất là tốt. Và khi người trở về Bắc Bó, mặc dù thời tiết đã sang xuân, nhưng mà cái lạnh ở vùng biên cương thì vẫn như cắt da, cắt thịt. Nhiều đêm Bắc không thể nào ngủ được trên tấm phản không có chăn, không có chiếu. Người đã thức giấc cùng với các đồng chí
đốt lửa sưởi qua đêm, vừa để đọc tài liệu, cũng vừa để xua đi cái lạnh nơi địa đầu của Tổ quốc. Và vị trí bếp sưởi nằm ở trước cửa hang, cách cửa hang 10 mét. Và để đánh dấu ngày người Bắc, ngày Bắc truyền đến ở và làm việc tại hang Cốc Bó, bác có viết một dòng bút tích bằng chữ Hán lên trên vách đá. Cháu mày có chú cùng quan sát dòng bút tích của người ạ. Dòng bút tích của bác với nội dung nhất cửu, tứ nhất niên, nhị quyển bắc nhật, tức là mùng 8 tháng 2 năm 1941. Và bác viết dòng bút tích này là để đánh dấu ngày người truyền đến ở và làm việc tại hang Cốc Bó. Dạ vâng ạ, thưa các cô chú, bởi vì hang rất là tối cho nên là bác chỉ ở hang Cốc Bó rất là tối ạ. Năm xưa bác chỉ đón ánh sáng trên lỗ thông tơi mà thôi. Vì vậy, ban ngày bác đã di chuyển xuống khu vực đầu nguồn suối Lenin, làm việc tại bộ bàn ghế đá ngay bên bờ suối. Đến đêm thì bác đã quay trở lại hang để nghỉ ngơi trên tấm phản mà gia đình ông Lý Quốc Súng mang sang. Và sau đây thì cháu mời cô chú mình di chuyển ngược lại theo con đường ban nãy để xuống khu vực đầu nguồn và thăm bản đá của bác Hồ. Và cháu sẽ giới thiệu với các bác một số câu chuyện nữa trong hang Cốc Bó ạ. Bây giờ cháu mời nhà mình di chuyển ngược lại. Chiến đấu non sông giống tóc có ngày nay, người như muốn nhắc nhở thế hệ con cháu mai này luôn khắc ghi truyền thống uống nước như vậy nhớ nguồn đấy ạ. Và sau đây cháu mời cô chú là chúng ta tiếp tục tuyên truyền để xuống thăm khu vực đầu nguồn và qua thăm bản đá và làm việc Bắc Hồ ạ. Cảm ơn cô chú ạ. Và ở đây trên cái bài của cháu ạ, đó chính là địa điểm cây ổi mà năm xưa Bắc thường xuyên hái đá. Tuy nhiên là tuổi thọ của cây ổi không cao, cây ổi năm xưa thì đã hỏng rồi. Và cây ổi bây giờ đã được trồng vào vị trí của cây ổi năm xưa của chú ạ. Cháu mời cả nhà tiếp tục tuyên truyền để tham quan khu vực đầu nguồn ạ. Ở ngay phía trước mặt của đoàn đó chính là khu vực đầu nguồn suối Lenin rồi. Đây là khu vực đầu nguồn suối Lenin và tên là Bác Bó của Bắc Nguồn ở đây. Theo tiếng địa phương, Bác Bó có nghĩa là miệng nguồn và nguồn nước ở đây được chảy ra từ hàng trăm mạch nước khác nhau ạ. Cháu xin lỗi. Vâng, thưa cô chú là nguồn nước ở đây là được chảy ra từ hàng trăm mạch nước khác nhau và chảy ra từ trong lòng núi đất vôi trùng điệp, cho nên nước ở đây rất là sạch và mát. Và theo quan niệm của người dân tộc Tây Tùng, nước đầu nguồn có lộc và thiên, đặc biệt nơi đây là cội nguồn các bạn. Và các cô chú có thể di chuyển xuống khu vực đầu nguồn để rửa tay, rửa mặt uống nước để tụ lộc ạ. Và sau đó thì cháu mời cả nhà mình sẽ di chuyển theo con đường nhỏ phía bên này nhé. Đoàn sẽ đi qua khu vực đầu nguồn để sang thăm bàn đá và làm việc của bác. Còn con đường độc ở phía bên tay phải là đường dành cho khi mùa lũ đến ạ. Khi mà mùa lũ đến thì nước sẽ dâng lên và ngập hết khu vực đầu nguồn. Đoàn sẽ không thể nào di chuyển trực tiếp qua đầu nguồn được thì sẽ mình sẽ đi theo con đường ở phía bên tay phải. Đây là đường và tránh. Vâng, cháu mời các chú mình di chuyển trực tiếp qua đường bên này ạ. Cái hàng rau thủy này rất sạch rồi, rau thủy thì nó to cao mà trên bên là làm được lắm. Và tại đây thì đá được tịch cuốn lúc nào cũng sẽ tích và chuẩn bị cho lời trong hội nghị trong đảng lần thứ 8. Và chúng tại bộ bàn ghế đá mắt đã sáng sắc bài thơ tức cảnh Bác Bó. Sáng ra vợ cuối tối vợ cháo vẻ sông không vẫn tận tình. Bàn đá xung xung thực sự là tuyệt mời thất mặt hợp lạc. Và bộ bàn ghế đá xung xung thực sự đảng đã trở thành kỷ vật thiêng liêng gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của người từ năm 1941 đến năm 1945 nhé. Em ơi, thế cái bên này là cái gì đây? Chứ không phải là cái dấu ấn hay gì đâu nhỉ? Tự dưng thấy quay vào. Hai đoàn mình đến là trời đẹp đúng không? Ừ, đẹp. Bắt đầu đến là bác cho cậu kẹo mưa lộc, bây giờ lại nắng đúng không? Đúng rồi.
Đến tận nơi thì mới chứng kiến được là cái nước màu xanh ngọc bích này nó đẹp thế nào. Nếu như mà chụp ở trên ảnh mà thường thường post lên, các vị post lên Facebook ấy bảo là cứ chỉnh sửa Photoshop đấy, không tin. Đấy. Mực nước này vào khoảng khi mùa tạ mực nước sẽ xanh xanh và đẹp, thì chúng ta đang đến mùa mưa rồi, nước cũng đục và những hôm mà mưa to mưa lớn nước cũng sẽ tăng lên và nó sẽ đục màu vàng. Đúng rồi, về tình trạng chung thì là mùa mưa đến thì là sông ngòi ở đâu thì cũng thế thôi. Và ở đây thì vẫn có cá suối như lúc nãy em có giới thiệu với các bạn. Có một số loài cá suối tự nhiên và cá ở đây thì hoàn toàn sinh sống tự nhiên. Con này mình đánh nha. Đây. Trường di tích hiện lên thì có 3 điểm di tích nữa. Từ trên đi xuống, cháu sẽ bắt đầu kể từ trên đi xuống. Đó là di tích nền nhà thứ hai của gia đình ông Lý Quốc Tuấn. Tiếp theo là di tích nhà hang Lũng Lạc, là nơi Bác Hồ đã chuyển đến sau khi rời hang Cốc Bó đấy ạ. Và điểm di tích thứ ba là điểm hang Ngược Đàn. Đó là nơi mà Bác Hồ đã trực tiếp kết nạp đồng chí Tông Thị Trưng vào đảng. Và đồng chí Nông Thị Trưng tên thật là Nông Thị Bày và tên Trưng là do Bác Hồ đặt cho với mong muốn bà sẽ noi gương bà Trưng bà Triệu. Và sau này cuối năm 1944, Bác đã tặng cho đồng chí Nông Thị Trưng một cuốn sách binh pháp tôn tử. Ở ngoài bìa có đề 4 câu thơ: vợ này ta tặng cháu yêu ta, tỏ chút lòng yêu cháu gọi là, mong cháu ra công mà học tập, mai sau cháu giúp đức non nhà. Và sau này không phụ tấm lòng của người, đồng chí Nông Thị Trưng đã giữ đến chức tranh án tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng và cũng là nữ tranh án đầu tiên của tỉnh Cao Bằng ạ. Dạ vâng, thưa các cô chú, đội đường di chuyển lên cột mốc 408 cũng là điểm di tích cuối cùng trong hành trình tham quan ngày hôm nay. Sau đi đoàn di chuyển 2 xe, vì vậy các cháu không thể gửi lời chào đến tất cả các thành viên được. Và tại đây trước khi ra về, các cháu sẽ gửi lời chào đến toàn thể các cô chú. Chúc các cô chú luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và có một chuyến tham quan thật vui vẻ và ý nghĩa. Và trong quá trình lúc đi và dẫn đoàn, cháu không tránh khỏi những chuyến tốt, thì cũng rất là mong cô chú thông cảm bỏ qua cho cháu ạ. Và cảm ơn các cô chú đã dành thời gian đến tham quan. Vâng. Và bây giờ cô chú sẽ đi theo lối này để mình ra về nhé. Các bạn thân mến, sau khi chia tay với đoàn thì hành trình tiếp theo Cago TV xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lên chiêm ngưỡng cột mốc số 108, cách nơi chúng ta vừa đứng khoảng 1 cây số đường rừng núi và được lát đá bậc thang như thế này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lên để khám phá cột mốc số 108 như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Các bạn thân mến, thì vừa đi được một lúc thì để đến vị trí này thì tự dưng cái con đường mà kia đang đi đây thì lại rẽ ra hai hướng, thực sự rất hoang mang và không biết là nên đi hướng nào. Cả hai hướng như trước mắt đây thì đều có những cái bậc đá. Vậy thì đánh giá tình hình là con đường kia có vẻ hoang sơ hơn con đường bên này. Vậy thì Kiên hôm nay sẽ quyết định đi theo con đường bên này. Mời các bạn cùng đi cùng ý Kiên nhé. Let's go. Các bạn thân mến, như này là Kiên đã đến rồi. Và đây, phía bên này như là Trung Quốc này. Đó. Ở đây có loa, có camera này.
Và đây không biết là có phải cột mốc 108 hay không. Đây là bản đồ hướng dẫn khu hợp tác du lịch qua biên giới Mạnh Ma, Trung Quốc, Bác Bó. Đường mòn Hồ Chí Minh, nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh lên đây, quảng trường Hữu Nghị, cột mốc 678, pháo đài Cát Ma. À, chúng ta đang ở đây. Đây làng phong tục tập quán Việt Nam, nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh đang ở đây. Đây là cột mốc 675. 675. Đây, 675 là cột mốc này. Và cột mốc 108 ở đâu? À đây, 675 là 108. Đúng không? À, chào mừng các bạn đã đến với cột mốc 108. Có nghĩa là 675 theo Trung Quốc. Tiếc rằng là khi mà chúng ta lên đây thì không có ai làm hướng dẫn cũng như là giới thiệu về lịch sử. 675, đây cũng là 675, không có ghi 108. Thì cũng không hiểu là cái con số 108 là như thế nào. Và cột mốc này được cắm năm 2001. Chữ Trung Quốc và chắc chắn rồi, chữ Việt Nam 675 Việt Nam và năm 2001. Và phía bên kia là phía bên Trung Quốc, cũng có hệ thống giám sát như là loa phát thanh và camera quan sát này. Đây thì các bạn nhìn thấy đây chắc chắn rằng là mình nghĩ đây là cột mốc cũ ngày xưa này. Là bằng đá phiến, là một đá tảng, đá tấm này. Và hiện tại như là thấy là không có gì. Đằng này có lối mòn đi xuống, chắc là đường này là đường cũ ngày xưa. Thế thôi các bạn. Ok, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và ủng hộ Cao TV các bạn nhé. Hãy để lại những ý kiến comment của các bạn xuống phần bình luận. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn, chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt Trung Quốc nha. Wow.